Ricardo Calafiori đã thu hút sự chú ý từ nhiều câu lạc bộ hàng đầu châu Âu sau một mùa giải gây chấn động tại Bologna và đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2024. Phong cách chơi bóng điềm tĩnh của tuyển thủ Italia biến anh trở thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Theo nhiều nguồn tin tại Anh và Italia, hậu vệ 22 tuổi nhiều khả năng sẽ gia nhập Arsenal trong thời gian tới. Huấn luyện viên Mikel Arteta hiểu rằng cầu thủ này sẽ giúp ông hoàn thiện hàng phòng ngự của pháo thủ, qua đó tiến thêm một bước nữa trong kế hoạch cạnh tranh những danh hiệu. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, lý do mà Calafiori vẫn chưa thể cập bến Emirates là do Arsenal và Bologna chưa đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng cho cầu thủ này. Phía Bologna định giá khoảng 42 triệu bảng, trong khi còn 8 triệu bảng nữa pháo thủ mới chạm tới số tiền mong muốn của đại diện Serie A. Câu lạc bộ cũ của Calafiori, Bazen, sẽ nhận 50% phí chuyển nhượng mà Bologna thu về ở thương vụ này. Đó là lý do tại sao đội bóng Italia đang cố gắng đẩy giá lên càng cao càng tốt. Có điều nhà báo Fabrizio Romano thì không cho rằng như vậy. Chuyên gia chuyển nhượng nổi tiếng cho biết Arsenal đang đàm phán để đưa các phụ phí vào hợp đồng. Tôi biết người mộ Arsenal rất muốn biết thông tin cập nhật về Ricardo Calafiori, nhưng tình hình vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào. Arsenal và Bologna vẫn giữ liên lạc, nhưng không có thỏa thuận nào về mức phí 50 triệu euro. Vấn đề là Bologna muốn có tiền mặt ngay lập tức, trong khi đề xuất của Arsenal bao gồm các phụ phí tiềm năng để đạt tới mốc 50 triệu euro. Bất chấp những gì đã được đề xuất ở nơi khác, không có vấn đề nào với Bazen, họ sẽ nhận được 50% thỏa thuận. Chỉ vậy thôi, Bologna muốn nhận 50 triệu euro vì họ phải trả hơn 20 triệu euro cho Bazen. Đây chính là vấn đề. Màn trình diễn xuất sắc của Ricardo Calafiori tại vòng bảng Euro 2024 đã cho thấy tại sao Mikel Arteta muốn đưa anh đến Arsenal. Trung vệ người Italia có thể được coi là bản hợp đồng mùa giải của Bologna khi anh trở thành một phần quan trọng giúp đội chủ sân Stadio Renato Dallara giành vé dự Champions League sau 60 năm. Calafiori mới chỉ ra mắt đội tuyển Italia trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ trước thềm Euro 2024. Ngay từ những phút đầu tiên của trận mở màn giải đấu với Albania, ngôi sao 22 tuổi đã chứng tỏ anh không hề lo lắng trước áp lực. Tài năng trẻ này làm tốt trong nhiệm vụ phòng ngự và cũng có thể dâng cao pressing, qua đó tạo ra cơ hội cho các đồng đội. Khả năng này của Calafiori đặc biệt quý giá đối với những đội ưu tiên kiểm soát bóng và phải đối mặt với các hàng phòng ngự dày đặc. Samai của Azzurri có thể chơi nhiều vị trí khác nhau, từ trung vệ trong sơ đồ 3 hoặc 4 hậu vệ đến hậu vệ cánh trái. Sau khi dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp ở vị trí hậu vệ cánh trái, Ricardo Calafiori được huấn luyện viên Thiago Motta xếp chơi ở trung tâm hàng phòng ngự ở mùa giải vừa qua. Chính sự đa năng của tuyển thủ Italia sẽ giúp ích cho đội chủ sân Emirates nếu như anh chuyển tới câu lạc bộ tương tự như Ben White. Cầu thủ thuộc biên chế Bologna sẽ cho phép Mikel Arteta chơi với 4 trung vệ ở hàng phòng ngự, điều mà Pep Guardiola thực hiện hiệu quả tại Manchester City. Đại diện phía Bắc London có thể giải quyết triệt để những vấn đề mà họ gặp phải mùa giải năm ngoái với tân binh trị giá 50 triệu euro này. Hậu vệ trái từ lâu đã là điểm yếu chết người của Arsenal khi Oleksandr Zinchenko liên tục phải vật lộn với chấn thương, trong khi Jakub Kuegwiyo không phải lúc nào cũng mang tới sự ổn định mà vị chiến lược gia người Tây Ban Nha mong muốn. Takehiro Tomiyasu chỉ là giải pháp tình thế, còn Jurrien Timber chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương. Thêm nữa, sự xuất hiện của Ricardo Calafiori sẽ giúp đại diện phía Bắc London dễ dàng xoay tua ở vị trí trung vệ. Trong trường hợp Gabriel Magalhaes hoặc William Saliba buộc phải vắng mặt vì những lý do khác nhau, anh đủ đẳng cấp và kinh nghiệm để hoàn tất nhiệm vụ được giao. Đối với Calafiori, anh không lạ lẫm gì với việc di chuyển vào giữa sân tại Bologna và đội tuyển Italia để mở rộng lựa chọn chuyền bóng. Trong một số trường hợp, tài năng sinh năm 2002 thường có xu hướng tịnh tiến bóng thay vì chuyền ngang hoặc chuyền về. Khả năng chuyền dài ấn tượng của Calafiori có thể đưa bóng vượt qua các tuyến đối phương ở hai phía. Đây là một điểm yếu của Gabriel Magalhaes và sự góp mặt của Calafiori sẽ cải thiện khía cạnh này trong một số trận đấu của Arsenal. Bên cạnh đó, Calafiori là một hậu vệ hiện đại phù hợp với xu hướng sử dụng 4 trung vệ có tính năng động mà Manchester City đã áp dụng với Nathan Ake và Josko Vardion. Samai, 22 tuổi, là một hậu vệ có thể giữ vững hàng phòng ngự khi chơi vị trí cao, cảnh giác với các pha chạy chỗ sau lưng. Bên cạnh đó, anh có khả năng cắt bóng và phản ứng nhanh trong các tình huống 1-1. Vốn xuất thân là môn đồ huấn luyện viên Pep Guardiola, Arteta đã học hỏi một số ý tưởng từ người thầy của mình cho Arsenal. Tiêu biểu như việc sử dụng Oleksandr Zinchenko, Jurrien Timber hay Jakub Kuegwiyo ở vị trí hậu vệ cánh nghịch đạo, cho phép các cầu thủ này bó vào trung lộ khi pháo thủ kiểm soát bóng để gia tăng thêm quân số ở khu vực giữa sân,
đồng thời giúp đội nhà triển khai các miếng đánh đa dạng hơn khi tấn công. Ngoài phát kiến này, Pep Guardiola cũng từng để John Stones, một trung vệ thuần túy chơi nhô cao hơn, đôi lúc ngang bằng với một tiền vệ phòng ngự để đánh chặn từ xa và gia tăng khả năng làm chủ thế trận cho The Citizen. Và với Calafiori, Arteta cũng có thể triển khai một lối chơi tương tự cho đội chủ sân Emirates. Nhìn vào những thông số ngôi sao tuyển Ý mùa vừa qua còn khoác áo Bologna, có thể thấy anh có đủ năng lực và phẩm chất để đảm nhận vai trò giống Stone nếu cập bến Arsenal. Tại Serie A, dù có sở trường chơi trung vệ, nhưng Calafiori thực tế di chuyển như một libero với khả năng tham gia tấn công hiệu quả. Anh cũng là cầu thủ thi đấu ở trung tâm hàng phòng ngự, nhưng có số đường kiến tạo nhiều nhất trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với 5 lần giúp đồng đội lập công. Không chỉ cho thấy khả năng công thủ toàn diện, Calafiori còn rất hiệu quả trong khâu di chuyển khi anh có thể hoạt động rộng khắp phần sân nhà, từ trung tâm hàng phòng ngự tiến ra vị trí cánh trái và nhích lên khu vực giữa sân. Nơi số 5 Azzurri có thể tung những đường truyền hiệu quả lên tuyến trên. Rõ ràng, nếu chưa mộ được Calafiori, Arsenal sẽ có trong tay một trung vệ có thể đảm nhận cả vị trí hậu vệ trái, libero, người phát động tấn công hay một tiền vệ đánh chặn từ xa, một chữ ký quá hời cho pháo thủ. Tuy nhiên, để có thể ký kết thêm những bản hợp đồng đắt giá trong mùa hè năm nay, Arsenal sẽ phải làm một công việc vốn được xem là điểm yếu của họ, mang về những khoản phí lớn thông qua việc thanh lý cầu thủ. Đã 6 kỳ chuyển nhượng mùa hè trôi qua kể từ khi Arsenal bán đi một cầu thủ với giá trên 30 triệu. Và đó là một sai lầm mà họ không thể tái lập trong tương lai trước những lo ngại về quy tắc lợi nhuận và bền vững của Premier League. Thực chất đã có hàng loạt tin đồn về sự ra đi của một số ngôi sao có thể tạo ra nguồn kinh phí lớn cho Arsenal trong mùa hè này, điển hình như Eddie Nketiah. Việc bán đi Nketiah sẽ giúp pháo thủ thu về lợi nhuận thuần túy từ một cầu thủ cây nhà lá vườn, cho phép họ sử dụng toàn bộ số tiền thu được để sử dụng vào việc chiêu mộ tân binh, tương tự những gì diễn ra với Folarin Balogun vào mùa hè năm ngoái. Nhiều nguồn tin cho biết Nketiah cũng có thể đạt mức giá giống Balogun nên con số khoảng 30 triệu bảng Anh là hoàn toàn khả thi. Tương tự, Arsenal cũng có thể thu về khoảng 30 triệu bảng từ việc thanh lý Emil Smith Rowe, người đang có kế hoạch rời khỏi Emirates để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên và đã lọt vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ tại Premier League như Fulham hay Aston Villa. Với việc David Raya chính thức được mua đất, cánh cửa rời Emirates cũng đã trở nên rộng mở dành cho Aaron Ramsdale. Truyền thông Anh khẳng định Arsenal đang yêu cầu khoảng 50 triệu bảng cho cựu sao Sheffield United, một con số không hề rẻ. Tuy vậy, nếu có thể thanh lý Ramsdale với mức giá kể trên, thì ngân sách chuyển nhượng của pháo thủ sẽ được gia tăng đáng kể. Hoặc khả thi hơn, thì họ có thể giảm mức phí đòi hỏi của mình xuống 40 triệu bảng. Trong bối cảnh Ricardo Calafiori đang trên đường chuyển đến Emirates, gần như chắc chắn Jacob Kiwior sẽ phải tìm cho mình một bến đỗ mới trong mùa hè này, đặc biệt khi Julian Timber cũng đã trở lại sau chấn thương dài hạn. Thời gian gần đây, Juventus và Inter Milan đều được cho là có kế hoạch đưa Kiwior trở lại Serie A và dự kiến họ hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng con số 20 triệu bảng mà Arsenal đang yêu cầu. Bên cạnh đó, một lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng sẽ đủ để thuyết phục Arsenal cho phép Rio Nelson rời đi và chắc chắn là tiền đạo này cũng muốn tìm cơ hội thi đấu thường xuyên ở một câu lạc bộ mới. Nhìn chung, Arsenal có thể dễ dàng thu về từ 100 đến 150 triệu bảng từ việc thanh lý cầu thủ trong mùa hè năm nay. Hiển nhiên là với điều kiện họ phải hoạt động hiệu quả hơn so với những kỳ chuyển nhượng trước đây. Tại Euro 2024, dù Italia bị loại, nhưng rõ ràng Calafiori đã để lại dấu ấn cá nhân ấn tượng. Trung vệ của Bologna có thể chưa đạt đến trình độ của Paolo Maldini, tuy nhiên anh là một hậu vệ hiện đại và hứa hẹn sẽ trở thành trụ cột của Azzurri trong tương lai. Với tầm vóc cao lớn, khả năng một đối một mạnh mẽ và thoải mái trong các không gian rộng, Calafiori là lựa chọn sáng giá cho Arsenal nếu họ muốn tiếp tục cải thiện hàng phòng ngự của mình.